Chương trình này được bảo trợ bởi Jin và Kim Thư Jewelry, nơi duy nhất bán vàng 4 số 9 có in hình bản đồ Việt Nam 714-985-9999 và 714-657-7866. EV Princess Cosmetics, sản phẩm làm đẹp làn da của phụ nữ trên toàn thế giới. 408-509-4480, 714-756-1070. Pacific Realty and Finance, chuyên mua bán nhà, tài trợ địa ốc, refinance với tiền lời thấp, no point, no cost, tận tâm, uy tín, đáng tin cậy. Lộc Nguyễn, 714-823-5529. Cảm ơn quý vị, vẫn tiếp tục với phần thứ 3 của chương trình Cà phê sáng của Lido Sài Gòn TV. Lại tiếp tục với những tin liên quan đến Tổng thống Donald Trump. Thì ngoài cái việc mà trong cái ngày Thanksgiving ngày hôm qua, ông nói ông sẽ có một cái sự gần như giống như là nhượng bộ nếu như mà đại cử tri bầu cho ông Joe Biden. Ngoài ra thì cũng có nhiều cái tin nữa, ví dụ như những cái ân xá, rồi những cái điều ông phàn nàn về Facebook, về Twitter, vân vân. Xin mời anh Trường. Trước ngày lễ Thanksgiving thì ông có một cái buổi lễ để mà ân xá cho con gà Tây. Rồi ngay sau đó là ông ân xá cho ông Michael Flynn. Michael Flynn là cựu cố vấn an ninh quốc gia của dưới thời Tổng thống Trump. Nhưng mà ông Michael Flynn đó là một ông tướng 3 sao nha. Ông là một người theo đảng Dân Chủ bao nhiêu năm trời. Nhưng mà trong cái cuộc bầu cử của năm 2016 thì ông lại hết lòng ủng hộ cho Tổng thống Trump. Đó. Thì khi mà ông Tổng thống Trump được nhậm chức thì vào ngày 20 tháng 1 thì ngay sau đó thì ông Michael Flynn là một trong những người đầu tiên được bổ nhiệm vào trong nội các của ông Trump là cố vấn an ninh quốc gia. Nhưng mà trong cái thời điểm đó thì người ta đang điều tra để coi là ông Michael Flynn này có can dự gì trong cái tố cáo là chính quyền của Tổng thống Trump đã có móc nối với lại các cơ quan của nước Nga đó để mà giúp cho cái bầu cử của năm 2016 nó thành công hay không á. Thì người ta cáo buộc ông Michael Flynn này đã thông đồng với lại các viên chức người Nga. Nhưng mà sau đó thì sau một hồi tranh cãi thì ông Michael Flynn đã nhận tội trước tòa rằng là ông ta có nói dối với lại FBI trong cuộc điều tra đó. Sau đó thì ông bị kết án tù. Bộ Tư pháp sau 22 tháng điều tra và không thấy có một cái kết quả nào là bên phía chính quyền của Tổng thống Trump, ban tranh cử của Tổng thống Trump đã thông đồng với người Nga trong cái vụ mà tố cáo gian lận bầu cử năm 2016 đó. Thì họ nói rằng là ông Michael Flynn chỉ có cái tội, tức là không phải là tội, mà là ông Michael Flynn đó không có tội là gián tiếp thông đồng trong cuộc bầu cử, mà ông chỉ có cái tội nói dối thôi. Ông khai man nhiều thứ quá. Và ông cũng có nhận tội, nhưng mà sau đó thì ông cố gắng rút lại những cái lời khai đó nhưng mà không thành công. Ông làm trong nhiệm kỳ của Tổng thống Trump chỉ có được 23 ngày đó, sau đó thì ông phải ra tòa rồi bị bắt về cái tội là khai gian với FBI. Trong cái ngày trước Thanksgiving thì Tổng thống Trump đã có một cái ân xá cho ông Michael Flynn. Và ông tweet ở trên Twitter, ông Trump nói rằng là vinh dự lớn cho ông khi mà thả một cái người ra mà biết rằng là người đó là vô tội. Cho nên đó cũng là một trong những cái người ta đang đặt câu hỏi ra là từ giờ cho đến khi Tổng thống Trump nếu nhà không còn làm Tổng thống nữa đó thì ông sẽ còn có những cái ân xá nào nữa hay không? Mình cũng chưa biết được. Đó, cho nên vẫn chờ theo dõi từng ngày. Nhưng mà đây là một trong những cái ân xá mà người ta nói rằng là ông Michael Flynn đó, thì khi mà ông bị bắt và bị hỏi đó, có nhiều cái vấn đề liên quan đến Nga lắm. Thí dụ như là ngay sau khi mà ông được Tổng thống Trump cho nhậm chức làm cố vấn an ninh quốc gia thì người ta phát hiện ra là ông Michael Flynn có những cuộc thảo luận riêng với người Nga và nói rằng là chúng tôi sẽ giúp cho nước Nga không còn bị cấm vận nữa dưới thời Tổng thống Trump. Đó, thì những cái cuộc thảo luận đó Tổng thống Trump khi mà nghe được ông cũng giật mình. Ông cũng nói rằng là ủa, tôi đâu có bàn về vấn đề là dỡ bỏ lệnh cấm vận đối với nước Nga. Và phó tổng thống lúc bây giờ là ông Mike Pence hiện nay thì cũng có những cái cuộc nói chuyện với Michael Flynn, và ông Mike Pence cũng không có biết rằng là có cái cuộc nói chuyện nào giữa Michael Flynn và những người Nga và nói rằng là sẽ hết sức mình để mà giúp cho nước Nga không còn bị cấm vận nữa.
Đó, thì khi những cái việc này nó vỡ lỡ ra đó thì thưa quý vị, người ta kết tội ông Michael Flynn là có thông đồng với người Nga, có những cái bí mật riêng với người Nga, cho nên ông bị kết tội. Nhưng mà bây giờ thì ông đã được ân xá rồi, chúng ta cũng vui mừng cho một người được ân xá, không biết là người ta có tội hay không có tội, nhưng mà được ân xá là vui rồi. Như hồi nãy Ngọc Lan nói rằng là mặc dù ngày hôm qua thì Tổng thống Donald Trump đã cam kết rằng nếu như là các đại cử tri bỏ phiếu cho ông Joe Biden thì ông sẽ rút lui. Nhưng mà còn cái chuyện mà từ đây đến đó, quả như rằng cách đây chừng nửa tiếng thì ông vừa mới tweet lên đây, ông vẫn ra là cuộc bầu cử 2020 hoàn toàn là gian lận. Chúng ta thắng rất là nhiều, nhưng mà chúng ta phải get out, chúng ta phải rút đi, để ông nói rằng ông sẽ giúp cho hai cái người mà thượng nghị sĩ của Georgia, đó là David and Kelly, giúp hai người đó để mà hai người đó có thể vào trong cái ghế của thượng viện vào trong ngày thứ bảy này. Có nghĩa là ngày thứ bảy này ông sẽ ở Georgia. Thì như đã nói rằng ông chưa có phục về cái chuyện này, nhưng mà cái câu mà cuộc bầu cử 2020 là hoàn toàn là gian lận đó. Thật ra có nhiều người á, người ta đặt vấn đề rằng là nó giống như là một cái sau khi ví dụ như là khi đã thư kiện đều rồi mà không có một cái dấu hiệu nào đó, thì người ta nói nó giống như một cái sự vu khống như vậy á, thì cái người đó có phải bị tội gì không? Bởi vì một cái câu nói rằng là cái cuộc bầu cử của Mỹ mà hoàn toàn gian lận mà lại một cái người đứng đầu chính phủ, thì Ngọc Lan nghĩ cái điều đó nó quan trọng vô cùng á. Cho dù ví dụ như nếu cái điều mà Tổng thống Trump nói rằng là đúng, thì cái đất nước này kinh khủng quá, đúng không? Ông là người đầu tiên dám lên tiếng để mà tố cáo cả một cái quốc gia bầu cử gian lận. Thì nếu điều đó là sự thật thì ông cũng là một người anh hùng. Ông tố cáo điều đó, và cái điều đó nó có thể nó phá vỡ hoàn toàn cái về một cái đất nước được cho rằng là thượng tôn pháp luật như thế nào. Ngược lại, nếu như cái điều tố cáo đó nó không đúng, thì với một cương vị của một người đứng đầu quốc gia thì ông sẽ phải chịu trách nhiệm như thế nào về cái lời tố cáo của mình. Có nghĩa là Ngọc Lan nhìn nó hai mặt, mà mặt nào nó cũng khủng khiếp hết. Trong cuộc bầu cử đó thì mình không nói, nhưng mà bất cứ một cái chuyện gì, người đánh bài, một người thắng hoài và một người thua, thì cái người thắng dĩ nhiên là sẽ bị bên thua. Họ nói rằng là có gian lận, có dấu bài, có này kia. Trong một trận đá banh cũng như hệt như vậy, cũng sẽ có cái tỷ số khi mà nó được đưa ra là bên nào thắng bên nào thua, thì bên kia bắt đầu mới đổ lỗi là tại trọng tài thiên vị, bắt bên này nhiều, bắt bên kia ít, ví dụ vậy đi. Thì cái gì nó cũng có một cái sự gọi là chống lại cái thua của mình. Thì bây giờ đó thì không biết được rằng là cuộc bầu cử có gian lận hay là không gian lận. Nếu mà có gian lận thì đó, điều đó là kinh khủng quá, và không có gian lận thì cái điều đó cũng là kinh khủng nữa. Cho nên thôi thì bây giờ mình cứ để cho bên nào nó cũng thấy nó khủng khiếp hết á, để cho chánh án, tòa án tối cao ra phán quyết, thì lúc đó bây giờ mới ngã ngũ ra. Mình chờ coi là thượng đế an bài chuyện này nó như thế nào. Và cũng ở trên tối hôm qua thì ở trên Tổng thống Donald Trump cũng đã đưa ra một cái tweet để nói rằng là nếu mà vì cái quốc gia này á, vì quốc gia này thì dẹp bỏ cái luật mà 230 đi. Và hôm trước thì cũng Ngọc Lan với anh Nguyễn Trường đã có nói đến cái luật 230. Cái quy định 230 của ở Mỹ này là nhằm để bảo vệ cái quyền, giống như cái quyền tự do ngôn luận của các cái mạng xã hội đó. Đây, ngày hôm qua, tối hôm qua thì ông nói là vì cái mục đích của quốc gia này thì cần phải dẹp đi cái điều luật đó. Nhiều cái tweet ông đưa ra bị bên Twitter, rồi một số thì bên Facebook, họ ngăn chặn như thế nào để khiến cho ông phải nổi giận để mà ông lại một lần nữa nhắc lại cái điều này. Thì xin mời quý vị cùng trở lại với Nguyễn Trường và Ngọc Lan sau phần quảng cáo.